Bây giờ chúng ta sẽ tạo một ứng dụng ASP.NET MVC và điểm qua cấu trúc chính của một ASP.NET MVC project. Trước hết, tôi sẽ mở Visual Studio. Sau đó, tôi sẽ tạo một ứng dụng ASP.NET MVC 2. Tôi đặt tên là My MVC Application. Ở đây, nếu các bạn muốn viết unit test cho ứng dụng của bạn thì các bạn có thể chọn option này, hoặc nếu các bạn không muốn thì các bạn có thể chọn option này. Ở đây, tôi sẽ không giới thiệu về unit test nên tôi sẽ lựa chọn option này và click OK. Ở đây, Visual Studio.NET sẽ nói ra 5 thư mục mà ở bất kỳ những ứng dụng ASP.NET MVC nào chúng ta cũng sẽ sử dụng. Thư mục đầu tiên là Content. Đây là nơi các bạn chứa những file CSS hoặc file image cho ứng dụng của các bạn. Nếu như ứng dụng của các bạn có sử dụng hình ảnh thì những file hình ảnh đó nên được đặt vào thư mục Content. Thư mục kế tiếp là thư mục Controller. Đây là nơi chứa toàn bộ những controller bên trong ứng dụng của các bạn. Chẳng hạn như ứng dụng ASP.NET MVC trống mà Visual Studio tạo ra có hai controller là Account Controller và Home Controller. Ở đây các bạn chú ý tên của một controller phải được kết thúc bằng hậu tố controller. Bên trong một controller bất kỳ sẽ có nhiều action method. Mỗi action method sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận một cái request cụ thể và thực thi nó. Tôi sẽ trình bày kỹ hơn về action method ở phần sau. Thư mục kế tiếp là Module. Đây là nơi các bạn để những model class của ứng dụng của các bạn. Đó có thể là những entity map với những table bên dưới cơ sở dữ liệu, hoặc đó có thể là những class xử lý business logic bên trong ứng dụng của các bạn. Thư mục kế tiếp là Script, là nơi để cho các bạn đặt những file JavaScript. Tiếp nữa là thư mục View. Bên dưới thư mục View các bạn chú ý có một số thư mục chính như sau. Thứ nhất là đối với mỗi controller bên trong ứng dụng của các bạn phải có tương ứng một thư mục có cùng tên với controller đó. Chẳng hạn như nếu bạn có account controller thì bạn phải có một thư mục tương ứng có tên là account. Ở đây các bạn bỏ chữ controller, chỉ cần để lại account. Hoặc như các bạn có home controller thì các bạn phải có một thư mục tương ứng có tên gọi là home. Nếu như các bạn tạo thêm những controller mới, chẳng hạn như product controller, thì các bạn phải có thư mục product ở đây. Thì bên trong mỗi thư mục này chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có những cái view được sử dụng bởi cái controller đó. Chẳng hạn như bên trong account controller sẽ có cái action method gọi là change password. Và cái action method đó sẽ sử dụng một cái view gọi là change password để có thể hiển thị thông tin cho người dùng. Hoặc như bên trong account controller sẽ có một action method gọi là log on. Và cái action method đó sẽ hiển thị cái view log on để người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống. Và cuối cùng một thư mục đặc biệt ở bên trong view gọi là share. Đây là nơi các bạn chứa những view được sử dụng ở nhiều controller khác nhau, chẳng hạn như cái view error, hoặc như các bạn có thể chứa những MVC user control được sử dụng ở nhiều cái view khác nhau. Và cuối cùng đây là nơi để các bạn để những file master page cho hệ thống của các bạn. Đó là những thư mục chính yếu của ASP.NET MVC 2 mà các bạn phải sử dụng. Và nếu bạn nào đã từng làm việc với ASP.NET thì các bạn sẽ quen thuộc với file lobol.sas. Ở ASP.NET MVC, chúng ta sẽ làm việc rất nhiều ở file lobol này khi mà khai báo những routing mapping. Tôi sẽ trình bày về những cái routing mapping trong phần sau.